Vâng. Em chào các bác nha. Thì đây là em lên sóng hai con đồng hồ Thụy Sĩ, một con tổng thống, một con đến từ một con Long cô nương. Đấy. Một em cô Long, một em tổng thống Vu Cây, một con em Long Jin. Hai em Thụy Sĩ này đều được là size 35. Gọi là hàng tuyển chọn siêu đẹp nha các bác. Mời các bác xem thôi, chứ còn tất cả máy móc em bao zin và bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng trọn đời sản phẩm nha. Có nghĩa là như thế này, mé thì em bao zin hết, hoạt động hoàn hảo nha. Mé hàng đấu giá, đấu lựa những con tuyển kỹ đó, lựa kỹ những con tuyển chọn, bên em chuyên hàng tuyển nha. Đây, một con tổng thống Vu Cây này. Đấy, phê chưa? Con nào cũng ba cọc hết đó. Đấy, ba hột niền bọc vàng 14k, tuyệt đẹp. Con Long Jin thì mạch khuyết nha, còn con tổng thống Vu Cây thì mèo vàng sẫm khói, cực kỳ độc nha và đẹp. Trước tiên em báo giá luôn, con Vu Cây tổng thống Thụy Sĩ này giá là 9.500.000 nha, và con Long Jin mạch khuyết ba hột giá là 17.000.000. Tất cả đều là hàng Thụy Sĩ maker cao cấp. Bác nào yêu thích thương hiệu Long Jin thì lấy con này. Các bác cùng xem xung quanh của niềng và độ đẹp của tay, bốn tay nha. Hàng bên em đưa đến các bác là các bác về chỉ việc là xài thôi, là hàng đẹp hết. Đây, các bác thấy chưa, con Vu Cây này đẹp thiệt, thiết kế bốn tay nó rất là mềm mại, ôm tay rất đẹp luôn. 9.500.000, Long Jin là 17.000.000. Rồi em sẽ tháo cái cục này ra để các bác cùng xem luôn phía dưới. Bác nào lấy thì alo cho em nha, cọc thì cọc giúp em khoảng 10% trở lên nha các bác. Đây, con Vu Cây thì tổng thống thì nó chỉ là bọc vàng bốn tay và niềng thôi nha các bác, còn phía dưới là không bọc nha. Dưới của nó đẹp xuất sắc. Nói chung là hàng những con nòi thì sĩ này đã qua sử dụng và hoặc là vượt thời gian, những cỗ máy đẳng cấp quá. Máy cơ thì các bác chỉ việc đeo lên tay thì là nó hoạt động thôi, nó hoạt động muôn đời muôn thở luôn đó. Trừ khi nó khô dầu, mà khô lâu lắm các bác. Seri của nó này các bác, 12105 nha, 12105. Seri con này là 12105, giá 9.500.000 nha. Lên tay con này đẹp lắm nha, 9.500.000. Rồi tiếp đến con Long Jin như bọc toàn thân luôn nha, bọc vàng toàn thân 14k nha các bác. Nãy em qua chi tiết các bác cùng xem rồi đó, mẻ đẹp hết. Này các bác, em đã lấy ra rồi này. Này, khó của nó. Bọc vàng toàn thân nha các bác. Thiết kế đặc trưng của nhà Long Jin. Các bác chơi đồng hồ cổ là phải Thụy Sĩ thì phải chơi những hàng đẹp như thế này các bác. Vàng ươm. Rồi thì video này là kết thúc nha. Em giới thiệu hai con Thụy Sĩ, một con là Long Jin, một con là Vu Cây. Bác nào muốn chốt con nào thì liên hệ cho em nha. Một con 9.500.000 và một con là 17.000.000 đấy. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại 0978338142 hay là 0965770027. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha.